again. Giỏi quá, gấu ăn giỏi quá đi. Nào, vâng, vâng, ăn tiếp. Nào, con ăn tiếp nhé. Năm năm, năm năm. Năm năm. Đấy, ăn giỏi quá nhỉ. Nhìn sang đây. Đây mẹ lấy cho, lấy cho, đây đây đây. Nào. Ngon chó nhỉ. Nào nào. Thank you.
kìa, lấy ra. Em làm này chơi cá mắc cạn á. Thích chưa? Đây. Đấy, như kia đi, cái này túi rồi. Mẹ cất nha. Bố về rồi kìa. Heo. Thế à, chào ba chứ. Cái này bị nhau mà chị. Ây dồi. Nào. Đây, đi chơi. Thế ba đi chơi. Dạ vâng. Đây, ba đang băm chuối. Cái gì đây? Cái gì đây? Em gọi con làm không? Xuống đây băm thịt cho bà. Thế, cho bố một quả. Nhượng lắm. Được chưa? Được chưa nhá. Đây. Rồi. Con rửa đi, xong kín nó xuống rồi con làm cái gì kìa? Bắp bí. Này, lấy cái này không? Em vào lấy cái này không? Chị ăn cái này nhá. Ăn này nhá. Đây thử à. Cái này cái gì kìa? Gì? Sợ không? Nhá.
Thank you.
Xem cái gì đấy? Ủa, cái gì ở trong đấy? Đi, mình đi xem ba sắp cơm xong chưa nhá. Chuẩn bị ăn cơm thôi, đói rồi, gấu cũng đói rồi. Ba ơi. Nhanh lên, ngồi đói rồi. Yeah. Vâng. Ba ở dưới kia mà. À. Ba ơi, xong chưa? Xong rồi, về đến ngay đi giờ đây. Đấy, còn mít nữa kia. Kia. À, à. Ngồi đi chơi nhé. Hello. Ôi trời ơi, ngon quá. Anh à, hello. Đây, thịt cơm ở đây. Ủa? Chắc không làm gì. Anh ngồi đói à? Đói quá bố ơi, mẹ ơi. Xin mời em gọi nha. Ăn khôn quá. Ừ. Tuyệt vời. Ăn miếng này xem nhỉ. Ngon đấy nhỉ. Tuyệt vời quá. Giống như bánh ấy. Em ổn anh. Mẹ bọn em. Đây. Nào. Hắm mồm to mới được. Em hắm mồm chứ. Đây. Thế. Miếng to trướng luôn. Nha, nhìn mẹ ăn nha. Mẹ ăn cái này ngon lắm. Ngon mắt. Em gọi anh bắt đi rồi.